Ai rớt bình bông luôn rồi. Chú báo điểm gì vậy ta? Trời ơi. Rồi đem ra ngoài luôn nha mọi người. À, căng quá rồi. Căng quá. Rồi, thêm nước vô hả anh? Rồi sao mà nó đỏ vậy anh? Dạ dạ. Rồi, trời ơi chú Vũ Linh báo mộng á anh. Chú Vũ Linh hiện về. Tự quay mà. Tấp lên. Trời ơi, cái câu chuyện ghê quá quý vị ơi. Hai bình bông tự rớt luôn quý vị. Một bình bể, một bình không bể đâu quý vị. Một bình thì không bể nha. Nhóc bình tốt. Còn cái bình này là hả bể rồi. Rồi. Hai bình có ở đây không? Thơm quá mà. Không có nước. Đây nè, bể nè mọi người. Đó. Đang ngồi là không ai tác động gì hết mà giờ tự nhiên bể. Tôi trả cho anh cái đi. Cũng đủ rồi. Nước vô thì nhẹ quá. Dạ. Tôi còn phải gì? Đó. Đây này nó đang luôn. Có nước không? Có nước không? Mẹ tôi nhiều lắm. Đổ nước vô đi. Đổ nước vô. Có nước, đổ nước vô. Ngày nào à, nhẹ quá, đổ thêm nước vô cho nó nặng. À, nhẹ quá hả? Không có nước nhẹ mà. Không nước luôn á. Đổ thêm nước vô rồi. Sao? Nhẹ quá không? Đó, đi ngay đây, đi đây. Đó, đi ngoài nè. Thêm nước vô nha. Thêm nước cho nó. Mình bể tự nhiên biến mất luôn rồi kìa. Mình bể biến mất luôn hả? Ờ. Ủa, lạ vậy. Nước, giờ đi chăm thêm nước vô. Để gió thổi. Chăm vô. Ờ đó, chăm vô bao luôn. Chăm vô đầy đó rồi xong vậy. Bây giờ chăm nước cho cái bình bông là chân nha bạn. Bạn thờ chú Vũ Linh nha quý vị. Bạn chăm nước vào nha quý vị nha. Rồi mấy cái bình bông tự nhiên mà nước nó hết luôn hả? Một bình quý vị. Nguy hiểm quá. Nó nặng là ok à, rồi đó. Chăm bao nặng nhiều vô đi anh. Cái bông gã nó bỏ đây nơi. Ừ, rồi. Đẹp rồi. Ok. Ờ, vậy ok rồi đó. Nó tươi nữa, nó tươi lâu nữa. Hết lái đúng không? Không mình đừng có chế đầy sợ nó thôi héo á. Thôi. Nước đầy mà héo vậy anh? Chú có giận gì không mà sao tự hai bình mà rớt bình này trời. Như là đó, chú nhỏ. Nói là chú không muốn nghe nhạc nữa anh ơi. Bây giờ là bây giờ là ồn quá, nhạc ồn quá. Nước mà nhạc ồn quá chú không có nghỉ ngơi được. Vậy là hai bình bể bình mọi người. Xe đã bỏ bên đây nữa. Biết cái chuyện gì xảy ra, chú báo mộng điều gì nữa. Anh theo anh là kinh nghiệm ở đây, anh thấy là bình bông mà nó rớt nó bể gì là báo mộng điều gì anh? Có điều gì không anh? Ở đâu? An Giang. Trời ơi, từ An Giang mà lên đây luôn. Đâu có, lên đây mặn muốn rồi. Có mặn ở này nè. Mặn ở đây. Từ An Giang mà cô lên đây luôn chứ. Dạ. Quê cô ở An Giang, là cô mới đây lần đầu luôn. Dạ. Này là cô hôm một cái lương rồi. Dạ. Mấy hôm trước là cô bận quá hả? Dạ, đi mặn Chủ nhật nữa, rồi cái bữa nay Chủ nhật này được hay không? Dạ, không là ghé ha. Ghé đúng nha chú. Khi mà cô về đây cô thấy mồ của chú với nhiều hoa rồi trăng, cái cảm giác cô thấy thế nào cô? Đẹp. Dạ. Đẹp mà cô nói mắt như mắt cô rưng rưng kìa. Mừng cho chú ha. Dạ. Dạ. Ít ai được vậy hết luôn ha. Dạ. Quá trời nè, ai mới đi dừa nè. Dừa nè. Đó. Trái cây. Dừa trái cây. Dừa trái cây đâu quá trời luôn thấy không? Mới bốn cái dừa nữa nè. Cà thi đúng không? Rồi sáng chị có vô bình luận nè, chị tôi quay cái vỏ bông lên có chị Ca Thi vô đó coi chị nè. Ừ, có chị có coi nè chị đúng rồi. Ừ. Chị Ca Thi đó, đó nước Mỹ chị Ca Thi hay nhắn tin với tôi lắm nè, hay nhắn tin bình luận chị Ca Thi nè, chị Ca Thi đó sẵn qua đây em cũng cảm ơn chị Ca Thi. Nói cho dừa đẹp quá ha, gọt đẹp quá nè, bốn cái dừa đẹp kia ha. Trời ơi, dòm để lên đẹp lắm nè. Lần đầu tiên mới thấy dừa, bữa nay mới thấy á. Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy dừa hả? Ấy là bữa nay mới thấy có người cúng đem, chú đem dừa tới cúng chú. Hôm nay thấy dừa cúng chú á. Dừa đẹp không? Dừa đẹp quá ha. Cô cho ho đây mua trong siêu thị rồi hả? Nhất rồi, có ai về chú không? Của siêu thị nè hả? Cái này lúc nào cũng đầy bàn hết. Ví dụ như mà có cái bàn rộng ra nữa đó, đó sẽ đầy tràn luôn đó, đầy luôn đó. Đầy vàng luôn á. Nhiều bao phải để bớt bên kia cô chú đó thấy chưa? Dạ bây giờ. Nhiều lắm anh chị. Đầy vàng luôn. Bia nè, he bò cụng cũng có luôn nè. Đó, có bò cụng luôn. Không có gì nhưng mà lúc xuống chưa là coi như đầy luôn. Nó
nói chung là tối thì phải về dẹp chứ không có để được. À, mấy cô chú có ý nha, mấy cô chú ý là tối để một hình vậy cho nó đẹp đẹp. Để sợ có chuyện gì rồi đưa vô nó không? Đúng rồi. Hiểu rồi. Không, nhiều khi tối là mấy người đây lấy hay gì á. Sợ mấy con hu nữa. Còn bài hả, mấy con hu ngồi ăn hả? Mấy con hu nó gặm bông á. Tôi đâu dám nói không. Nói chung mình không thấy. Thấy á, mình bắt đà đặng rồi nói không. Ừ. Rồi mấy con hu cũng được à. Đúng rồi. Bắt đà đặng rồi nói không. Bữa nay á là có anh em nào ở đây á là đặng camera hoặc là sáng vô sớm rình đi. Có camera kìa. Coi hùng thủ. Có camera đó. Camera đó qua viên ta coi chứ mình đâu coi. Biết mà. Bốn chiếc vừa này của ai mà biết nó mới về. Bảo lại trên mạng. Ồ, mới vừa đi ra ngoài kia phỏng vấn cái. Vô nó bố đi vừa xuất hiện đi. Phiếu luôn à. Là nhưng mà đặc biệt là giống nhau y khuôn nha. Đó, kích cỡ giống y khuôn luôn anh chị. Quá đẹp luôn. Phiếu luôn ha. Đó tuyệt quá nè. Con này là trái cây nước ngoài anh chị ơi. Mới chú thấy ông ơi. Có mã quy rồi. Cái này là trái lê. Trái lê của là một lê Hàn Quốc. Bạn thì nói Hàn Quốc, bạn thì nói của Nhật. Ừ. Đó mà thôi nó quan trọng trái cây có mã vạch quét luôn kìa, có mã quét có mã quy rồi. Bữa trước là gia đình của là chú Vũ Linh cũng đem lên hai trái lê to lắm. Chị Hồng Loan đó, Hồng Phượng chứ. Bự hơn cái này nha. Chị Hồng Loan. Cái này. Chắc có thể vậy. Chị thích ăn chỗ này. Chú thích. Đâu chú thích á, tại người nhà mang là biết chú thích cái gì mới mang lên đó. Đúng rồi. Sao mà bình luận cái dĩa trái cây của chú dữ vậy? Xài trái bự ra chứ. Trái to anh chị. Này mà hồi cho con xin trái nha chú ơi. Cho con xin trái. Có ai xin nhỏ không? Có ai xin nhỏ không? Nói chung là giờ mấy kia nè. Xin lại không? Xin lại mấy anh em mà thấy cái dĩa trái cây quá là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Cho nên là mới là lại đây để là bình luận nè. Không biết cái vị khán giả nào mà rất là tinh tế luôn đúng không? Quá đẹp luôn. Không? Nhìn nè. Mà anh có thấy cái điều bất ngờ không? Cái điều lạ hơn hôm qua không? Nguyên một hàng thẳng băng luôn thẳng mà. Hoa cũng thẳng luôn đó. Dĩa cái cây nào cũng đẹp hết. Đúng không anh? Bánh bía chết điều luôn đó. Thấy chưa? Nè, đúng là phải nói luôn cái sự sắp xếp như thế nào sao á. Sếp của em ở đây nè. Chỉ đây thì có hai anh em canh mộ của chú ở đây. Hai chú tiểu. Hai chú tiểu canh mộ. Chú tiểu canh mộ. Hai người đất ngang, hai người đất ngang rồi. Thì ở đây mấy anh em YouTube thường gọi là hai anh tiểu ha, tiểu của tiểu chị thân thương là thân thương không cho ảnh là hai cái biệt danh là chú tiểu. Bà ngoại không không lấy gì thánh vuốt thánh vuốt bà ngoại không thấy nha. Bà ngoại nhiều bà con người ta vô người ta rồi mai này người ta la phải lắm. Bà ngoại vậy chứ bà bóng tội mà chiều ở đâu lấy gì ăn đâu bà tại chỗ à chiều lớn tuổi thì đâu ăn được gì đâu. Bà thì bà cũng dễ thương mà nhiều cô không biết cái la bà mà bà hay vuốt chứ mà bà bỏ bớt rồi bà hạn chế bớt rồi. Ủa sao nghe nói trên mạng cổ lấy đem về nhà có không? Có là không, chưa có lấy, chưa có, coi rồi, không không. Không biết có chiều, không, mà trên mạng nói mình rồi. Không có đâu, coi mấy rồi. Cô là kêu... Bà lấy một hai trái hả, bà ăn hả? Lúc nào cô cũng kêu là lộc của chú Linh nè, quý vị ơi, lại lấy không à, cô nói vậy không à? Cái mà lấy gì đó là em chưa thấy. Chưa thấy, mình cũng chưa thấy bà lấy gì nha, bà ăn thì có. Ba mỗi trái hả? Cô cũng nói là tôi là nhà chăm anh thấy phiệt nha. Đụng tôi à. Tại vì cái gì mình thấy chính xác thì mình mới dám nói. Còn đúng anh em nào thấy thì đúng hồi giờ em chưa thấy bà ngoại đem hậu quả gì nha. Chưa thấy nhìn vậy. Nhưng mà có cái là nói cái cô dọn bàn thờ hay là lau dọn bàn thờ. Cái cô á hay dọn thờ đó. Đốt cái đèn chạy cháy lớn tuổi vậy. Đốt cái đi. Có cái là cô hay đốt cho chú đi thuốc đi, đốt cho chú đi thuốc đi. Đốt cho chú thuốc. Đốt đi thuốc đi, đốt thêm cái đèn hay lên đây sao tắt lên cây nè. Có học quẹt không? Đốt đi thuốc đi. Lúc nào cũng phải chăm lo cái bằng thờ. Thắp cái đèn lên cho chú đi. Tắt một cái rồi. Lúc nào cũng ấm hơn. Chăm cái đèn luôn. Thắp thuốc rồi. Ờ rồi đúng rồi. Chăm đốt thuốc nữa. Sao tự nhiên lại tắt cái đèn không thấy ta? Nãy giờ quay không thấy ta? Tắt đèn màu chưa? Tao bốn sạch. Rồi. Hút đi thuốc cho chú. Mồi đi thuốc cho chú đi. Đi thuốc nữa. Bánh bía khui ra cho chú luôn. Ở trên mạng người ta nói là bánh bía không khui ra lên sao chú ăn được. Phải khui ra. Hồi nãy có chị kia đem cúng hai sắc tiền đô đốt chưa? Chưa. Nãy chú tiểu đốt rồi. Đúng không? Tiểu đốt không? Hai sắc tiền đô vậy nè. Hỏi sao xài hết. Chị siêu mẫu á, siêu mẫu của anh Sài Gòn quá. Cái cây tươi như vậy. Toàn đồ tươi hết á. Nói chung là cũng có sự sắp xếp của mấy anh em ở trực ở đây bởi vì nó ngay hàng thẳng lối sắp xếp của hai chú tiểu rất là đẹp mắt.
Không, hồi sáng thì cái ông anh mà giờ à, xong cắm lên đàng hoàng. Đó có cây tâm kìa. Đó có cắm vô kia nghe. Cầm cái tay vô mảnh đi. Cầm tay vô mảnh rồi đó. Đó. Rồi. Không vô. Có ông chú già. À, chú lớn tuổi đó. Chú lớn tuổi nè, chú lớn tuổi. Cái cây vừa quý quá ha. Ừ. Chú giống như rất giống chú Mr. Bean nha anh chị. Được. Giống luôn nha. Dạ. Chú bị sao vậy? Chừng chú bị sao chảy máu chú. Chú bị sao chú? Chảy máu quá trời luôn rồi kìa. Trời ơi, chú té xe hả? Té xe rồi. Có sao không chú? Té cái nào? Cái lúc nào vậy? Chừng chú bị gì vậy? Chảy máu quá trời luôn. Chú có sao vậy? Cộng đồng. Sao vậy chú? Có sao không? Chú bị gì mà đi cài nhắc anh chị ơi. Để cái đốt ngang xem rồi mình ha. Để chú đốt ngang xong rồi mình hỏi. Đó, đây là những cái bức hình của chú sau khi rớt bông rồi đó. Quay toàn cảnh đồ bông hoa của chú rất là đẹp. Không biết có báo điềm gì không. Sau khi mà thấy hai cái bình bông mà rớt xuống, tự nhiên rớt xuống luôn, bể một bình, còn một bình thôi. Anh em mà cũng thấy vậy, không biết có tâm linh gì không, có lo lắng gì không, không biết nữa. Quay cảnh hoa rất là đẹp luôn. Ông bướm rồi về cũng đậu trên phần mộ của chú. Hôm qua hôm kia thấy nguyên con bướm bà luôn, cũng về đậu trên cái phần mộ của chú. Rất là quý mến trên chú luôn. Có cái chuyện gì là anh em báo trên cộng đồng mạng cho mọi người biết, để mọi người quan tâm, mọi người biết cái chuyện gì xảy ra. Nãy đột xuất là có hai bình bông đang để gì, anh em đang ngồi thì bên đây tự nhiên nó rớt xuống, nó bể mà. Đi cho em ngồi vậy. Hoa này rất là đẹp. Sau khi buổi sáng là mấy con hu, con nai hay con bò gì ăn mấy cái hoa. Thì buổi chiều thì có hai khách cũng như là nghệ sĩ, ca sĩ ở ngoài gì đó gửi tặng hai cái lẵng hoa rất là đẹp. Hình ảnh chú được lau chùi, khi gia đình đến lau chùi rất là đẹp luôn. Mấy cái ảnh của chú đó mọi người, lau lại hết luôn. Đây là những cái trái cây, bưởi, quýt trên bàn thờ của chú, lúc nào cũng đầy đủ hết á. Bia, thuốc lá, đầy đủ cho chú hết, rất là đẹp. Sau khi mà rớt mấy cái bình bông xuống thì ở đây anh em bắt đầu hỗ trợ, chân lại đầy đủ lại hết cho chú.